vợ chồng em đi Roshan cả tình nha mọi người, đi dạo với em nha. Hôm nay đi coi cái vườn bông của bên, vườn bông hồng. Bông hồng đi ngắm bông hồng. Mà cái chắc mùa này không có bông hồng mà ngắm bông đào đi. Là cái chắc có mấy bông như bông tulips, bông mấy bông mùa xuân nó nở nha. Đi nha. Dạ đây là cái Roshan cả tình, là cái vườn hồng của ở tỉnh Ben của Thụy Sĩ ạ. Chỗ này thì là cái khuôn viên rất là rộng và có nhiều trồng rất là nhiều loại hoa, tùy theo mùa, mùa xuân, mùa hè thì đây là bông hồng rất là nhiều luôn á, đủ loại bông luôn á. Còn bây giờ là mùa xuân nè, cho nên là trước mặt em thì có một vài loại hoa thôi. Đây là cái hoa gì mà nó màu trắng nè mà có màu tím nên là cũng rất là dễ thương. Để đi với em ra đây với gia đình em nha. Là đây chút xíu nó có cái nguyên một cái dãy, cái lãng hoa rất là đẹp luôn. Ở trong này thì chỉ có hoa thôi mọi người ơi, mà cái khu này là khu hoa hồng nè, nhưng mà mùa hè nó mới có, nhưng bây giờ nó đang mọc chồi rồi nè. Chỗ này là gọi là vườn hồng hoặc là Roshan cả tình. Khi mà đến du lịch ở Thụy Sĩ thì nếu mà đến tỉnh Ben á thì mọi người nên đến đây một lần, tại vì ở trên này có cái view nhìn xuống toàn cảnh thành phố cổ của Ben á, rất là rõ ràng luôn, rất là đẹp luôn, thấy luôn sông A Rề nữa, chụp hình là check in là hết sảy luôn. Còn bây giờ thì em Hiền sẽ dắt mọi người đi ngắm hoa đào nè, hoa mộc lan nè. Bây giờ hoa đào Nhật là trên Roshan cả thình rất là đẹp luôn. Hôm nay chủ yếu tụi em đến đó là chỉ để ngắm hoa thôi, nhưng mà để ghé đây thấy cái bụi hoa này rất là xinh nè. Đó, thấy đẹp ha. Rồi xem trước rồi từ từ mình đến đó mình xem hoa đào nha. Rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ em dắt mọi người đi ngắm hoa mộc lan nè, hoa đào nha. Đó, cây này chắc là hoa mộc lan đúng không mọi người? Em không biết mọi người kêu bằng hoa gì nhưng mà thấy nó rất là đẹp nha. Hiện tại thì nó đang búp, nó chưa có nở nè. Em Hiền lo cầm máy quay mà quên hửi cái nó có thơm không. Cây này hoa nó màu nó nhạt hơn nè. Còn con gái em nó thử cái thơm không, mà nó nói là hơi thơm thơm thôi mà, thơm mùi ngọt ngọt đó. Ôi ta. Bông này em thích nhất luôn á, mà cái bông này nó có nhiều màu nha, màu vàng nè, màu hồng nè, màu trắng nè, nhưng mà cái nó nở ra đẹp vậy nhưng mà mau tàn lắm, ngộ ghê vậy. Thường là hoa đẹp là hoa mau tàn hen, hoa mộc mộc lan cũng vậy, nó đẹp nở rộ lên nhìn thấy rực rỡ chứ từng hay từng nữa ta nó tàn rụng tùm lum chừ. Hoa đào Nhật cũng vậy luôn, nói chung là hoa đẹp là hoa mau tàn nha mọi người. Ôi cái bông này màu tím đẹp quá ha, xinh xinh, màu tím xinh xinh. Bông này nó có hai ba màu, màu trắng màu vàng. Cái khu công viên này đó là vào mùa hè đó, có nhiều những cặp cô dâu chú rể ra đây chụp hình rất là lý tưởng luôn. Thường là mùa hè này có nhiều loại bông hơn mùa xuân, nhất là hoa hồng nha, có đủ loại luôn. Phía bên đó đó chụp hình đám cưới là rất là tuyệt vời luôn. Đó là
nó dốc không? Dốc. Ở đây có thể đông người quá ha. Đi đường này, ô bên kia cũng có đường bông đẹp quá ha. Nhưng mà đi đường này đi. Đi đường này nha. Đi đường này cho thấy. Bây giờ trời nắng nè, người ta ra ngoài người ta ngồi quá trời luôn nè. Giờ bây giờ em Hiền dắt mọi người đi ra ngoài cái chỗ cái view mà nhìn xuống cái thành phố cổ của thành phố Ben nha mọi người. Giờ đi thẳng ra là tới đó là tới rồi đó. Nhanh xỉu à. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đây nhìn view xuống là toàn cảnh thành phố Ben luôn đó nha. Cái xa xa nhọn nhọn là cái nhà thờ mà lớn nhất của tỉnh Ben. Rồi bên cái cầu này là ở dưới đó là cái chuồng gấu nha mọi người. Chuồng gấu là một cái con vật mà điển hình cho cái thành phố nha. Giống như là một cái gì symbol, là biết là cái biểu tượng, đúng không? Biểu tượng cho thành phố Ben. Rồi bên đây là con sông A Rề nè. Con sông này hả là rất nổi tiếng của Thiệt Sĩ luôn, rất là sạch. Mùa hè hả nhiều người ta tắm luôn á. Nguyên một cái sông mà bữa nào trời nóng mà cả ngàn người, hàng ngàn người thả trôi dưới sông á. Uống nước mình chụp hình chỗ này có khá. Ở bên này mà trời nắng đẹp lên một chút xíu rồi hả, là người ta đi ra đường hả, già trẻ lớn bé gì cũng đi ra đường ngồi tắm nắng hết trơn á. Bên mình Việt Nam mình thì sợ nắng, thì nắng bên mình nó nắng quá gắt đi, còn nắng bên này nó cũng dễ chịu lắm, cho nên là nắng nhưng mà nó cũng lạnh lạnh đó. Nhiệt độ bây giờ vào mùa xuân khoảng 15 độ à, cho nên vẫn còn se lạnh đó. Cho nên mọi người ra đây chơi ai cũng còn mặc áo ấm hết trơn nè. Đến đây có cái nhà hàng này, ăn uống ở đây nè. Nhà hàng này là trời ơi, ai mà chủ nhà hàng này chắc là giàu luôn á. Mỗi một cái mùa, mỗi một ngày trời đẹp thì nó full luôn, full chỗ luôn, không có dư, không có chỗ luôn á. Đây là cái điểm du lịch nổi tiếng mà của tỉnh Ben mà mỗi lần xe du lịch tới đậu ngoài trước là đã thả khách xuống đây để mà chụp hình cái view thành phố Ben nè. Còn ở trên cái đồi trên đó mọi người thấy ra sao, cái đồi đó nó gọi là cuộc tình Ban. Khi mà anh chị em mà đến Ben mà có thời gian mà đi lên đó sẽ nhìn còn xa nữa, rất là đẹp, view rất là đẹp luôn. Thử như một lần nha, nếu mà đi đó là phải đi cáp treo, không phải cáp treo mà sai ban lên. Không biết sai ban có nghĩa là bên tiếng Việt là gì luôn á, nhưng mà nó kéo cái xe, nó kéo lên cho mình lên, đi lên đồi á. Rồi thì giờ em Hiền dắt mọi người đi bộ xuống ha, để ngắm hoa anh đào nha. Ở cái Rosen Garden bên cái dốc này người ta có trồng bông anh đào Nhật á, mà hàng năm vào mùa xuân, bây giờ là cuối tháng 3 đầu tháng 4 là đầu nó có hoa nở nha. Ôi chúng này ta đi bộ nhiều quá nè. Nhưng lưu ý nha, đi trên con đường này nhớ đi mang đôi giày nào mà nó nhanh nhẹn tiện lợi, như giày bata, sandal là thôi nha. Đừng có mang giày cao gót nha, giống em hôm nay đi mang giày cao gót là thất bại lắm luôn rồi đó. Đi xuống này tại cái nó dốc quá với cái đường nó trơn á, đi cũng khó đi lắm nha. Rồi bây giờ nhìn ra nè, cực kỳ đẹp chưa, hoa đào nè. Cái này có máy chụp hình là chụp tuyệt vời luôn á. Đây cũng có nhiều người khách du lịch như là Hàn Quốc nè, Trung Quốc nè, Nhật nè,
Thái Lan, Ấn nữa, Tamil, nhiều lắm. Hay đến đây nè. À quên, có con em Việt Nam nữa nha. Con đường này mình cứ đi thẳng xuống hoài, tới xuống dốc như là cái chỗ chuồng gấu nha mọi người. À, cái chuồng gấu là có mấy con gấu người ta nuôi á, à, mình có thể xem nó được nha. Chỗ đó là nổi tiếng của Ben luôn, nên là con gấu là đại diện của tỉnh Ben đó mọi người. Cho nên là xuống ghé đây nhớ là ghé xem chuồng gấu nha. Chỗ nhìn hoa đào rực rỡ giống Hàn Quốc chứ là Nhật quá ha. Nhưng mà nó rất tiếc là nó có mấy cây thôi mà người ta mới trồng mới cũng nhiều rồi đó. Chắc một vài năm nữa thì nó mới lớn được dày nha. Rồi bông này bông đẹp lắm luôn á. Nhưng mà nó mau tàn. Hoa đẹp là lúc nào cũng hoa mau tàn ha. Hoặc là hoa đẹp có gai đố thôi luôn, nhưng mà đẹp chưa. Này chụp hình rất là lãng mạn luôn đó. Nhưng mà em đi có một mình cho nên lãng xẹt. Chồng em giữ con rồi. Đó, em review thực tế con đường này cho mọi người xem nha. Nên là mang giày bata và sandal nha. Đó, em Hiền mang giày cao gót là em Hiền đi chậm dữ lắm luôn á. Tại sợ lỡ quên là nó dập mũi nha. Cái con đường này đi xuống thì sướng thiệt, mà hồi lát đi lên mệt. Không biết mọi người sao chứ em đi lên là anh thở hì hì luôn á. Thành nó dốc lắm á, thấy vậy chứ dốc lắm luôn á. Từ ở đây là đây là gọi là Rosengarten hoặc là vườn hồng. Cái mình đi bộ theo cái con đường giống em đi như nè, đi thẳng xuống cái chuồng gấu, xong rồi các anh chị đi bộ đi thẳng vô cái phố cổ, đi thăm phố cổ. Phố cổ là cái chỗ nổi tiếng của Thụy Sĩ luôn đó. Rồi mình đi đến trước cái nhà thờ lớn hồi nãy em chỉ mọi người xem đó, ngắm cái những cái kiến trúc của nhà thờ. Mình có thể đi vào nhà thờ mình tham quan, rồi mình đi bộ lên cái tháp của cái nhà thờ luôn, trên nhìn xuống rất là đẹp đó. Em chia sẻ với mọi người review thiệt luôn á. Nếu anh chị em có đến thì đi thử lần nha. Còn đi ô tô thì dưới dốc này có nhiều bãi đậu xe lắm luôn đó. Rồi đi bộ tới một chút nữa cũng trong thành phố cổ luôn, thì có cái điểm nổi tiếng đó là Schlösser, là cái đồng hồ đó mọi người. Khi mà tới giờ nào đó nó đánh chuông á, thì có những cái phi cua, rồi là những cái hình ảnh ngộ nghĩnh nó họ nhúc nhích á, cho mình xem mình chụp hình thôi. Rồi xong rồi mình đi thẳng ra tới trung tâm phố mua sắm nè. Rồi đi ghé vô cái tòa nhà quốc hội của Thụy Sĩ. Chỗ này là 7 vị tổng thống làm việc đó. Ghé vô xem chụp hình check in cái đi về. Rồi mọi người ơi, cuối cùng thì em cũng đã tới nơi mà em muốn rồi nè. Em muốn đến đây chụp hình cái đám bông này nè. Xong rồi đó em sẽ dắt mọi người đi bộ vô cái con đường nho nhỏ ở bên bờ vực nè để ngắm hoa đào.
ơi, sau khi mà em dắt mọi người đi ngắm hoa đào xong rồi đó, em đi bộ lên thở quá trời thở luôn, phải nghỉ mệt ăn cà rem cỡ rồi xong rồi mới đi chơi nữa nè. Thì bây giờ chỗ này là cái sau lưng em nhà hàng để em ăn cà rem nè, rồi đây là cái chỗ sân chơi cho con nít. Đến đây là mọi người có thể làm picnic với gia đình là rất là tuyệt vời luôn á. Mang cái tấm thảm ra trải ha, xong rồi con mình qua nó chơi, mình vừa ngó được mà vừa được sưởi ấm tắm nắng gì đó cũng được luôn đó. Em Hiền cũng tung tăng lắm, mượn xe của con nhỏ con gái chạy nè. Chơi hả, xong rồi leo nó tắm luôn mát rượi rượi luôn á. Cái chỗ này mùa hè người ta trồng hoa súng á mọi người, hoa súng á rất là đẹp luôn á. Tại giờ là đầu mùa xuân, người ta đang dọn sạch rồi chuẩn bị trồng nè. Mùa hè chỗ này nó chụp hình đẹp lắm luôn. Rồi em Hiền xin kết thúc cái chương trình khám phá Rosen cả tình ngắm hoa đào Nhật ở Thụy Sĩ nha. Em cảm ơn các cô các chú đã theo em trải nghiệm ngắm hoa hôm nay, và cảm ơn mọi người đã ghé ủng hộ video nha. Chúc sức khỏe cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.